Ở thời điểm mùa khô của vùng Đông Nam Bộ, làm thế nào để đảm bảo cây trồng không bị suy kiệt? Đâu là các dưỡng chất cần thiết có thể giúp cây trồng thuận lợi bước qua giai đoạn khắc nghiệt của thời tiết bất lợi này? Những nội dung này sẽ được tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam tư vấn và phân tích cụ thể trong chương trình canh tác thông minh ngày 27 tháng 11 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.